Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay thì mình đi cắt mít đây các bạn. Cắt cái vườn của ông chú Sáu. Mấy cái sầu riêng này quá im ha. Làm vậy mới thôi. Này cắt không giật mặn nha các bạn. Cắt xong rồi thấy xuống mương hồi lấy xuồng chở vô các bạn. Thì cắt từ từ đi, cắt từ tao quay đó. Ừ, để xuống hồi lấy xuồng vớt các bạn. Cái này còn chừng 7 ngày nữa. Thả nó ra. Hả? Thả nó ra. Cho nó ra nó ăn đi đụng. Cho nó chưa già nữa hả? Ra đây con. Tao cứu mày này nha thằng mày mày đó. Cái này. Thả cái mối các bạn. Trái này theo khoảng chừng 10 ngày nữa là nó lên dữ dữ nè, trái này cho bá. Tao cứu mày đó, mày trong bao này đâu nhưng, ra được đâu. Nhưng mít này có chưa ạ? Thì qua clip bên đây các bạn. Cái bự này để đóng lại vậy. Cái này nè. Này ham này. Qua đây coi mấy trái sau lưng nữa nè anh Khanh. Để luôn không? Trái đó chưa? Trái này coi chưa? Trái đó lấy cái chày kê lên chút xíu. Cái chìm cái đít nó bị úng á. Coi cái này ơi. Cái đó chưa nữa. Mấy nữa nè. Lùa mở coi mắt tôi mờ không ơi. Hôm nay. Chưa già chứ đâu có xẹo bao. Cái này ha. Cái này còn còn trời chứ mất thì da gì. Chưa già. Cây này để ba trái quá đạt không ạ? Trái bự bành không? Ba trái này nó lớn là 4 mấy ký rồi. Để quay lên đây. Không, trái này non xèo à. Trái này không, trái này bảo đảm luôn nửa tháng nữa chưa hề hết nha. Dạ. Nè, quay trái này lại nữa coi trái này bảo. Rồi coi trái luôn, coi trái luôn. Cái chân. Này chú vườn làm mít quá đạt nha các bạn. Trái bự bành kia không à. Cắt lượt hai trái thì quăng bánh luôn đi. Trời, tao làm bánh nhanh đi bao, ông làm lâu chứ. Phải không? Coi trái trên này luôn. Chưa. Trái bên này nè, cái trái đó đó. Cái trên nè, cái trên này nè, cái này nè. Cái nhỏ này nè. Cái nhỏ chưa luôn. Dạ. Coi coi trái đó coi. Tháo bao qua đi. Tháo dưới về chứ. Cái dài, sao đó. Cái đó cũng được. Cái này khách đâu. Tìm lại nữa cái mà chắc mới được. Trái này nè. Tôi coi trái này hả? Chưa luôn. Ê, cái này. Chưa. Cái này nè. Sao mấy màu còn yếu xìu cắt đâu được. Một tuần sau cắt được cái
coi rồi hả? Coi rồi đó. Mắt ông mờ câm mà gió gió hoài. Mở bao rồi chơi đi, mở bao rồi giết đi. Thử cái gì nữa thiệt chứ. Màu chưa lên hung. Đâu cắt thử trái làm gương ơi, cắt thử trái làm gương ơi. Dạ ba đó, ừ xích đây xích. Cắt thử ơi. Làm gì hết dạ ba. Cái gì không có muối chưa vậy? Ê, thấy bên đây nè. Mẹ sao quên vụ này hoài ta. Thấy bên đó hồi không nhất á. Rồi cái này khỏi nói, cái này màu đẹp hơn màu đó nữa nè. Ừ. Có kỹ chứ chắc non mà bỏ hay gì. Vụ rồi vụ đó tôi kỹ lắm chắc chi. Non này, cái này non bầu giờ cũng lụm nữa chứ bỏ lắm. Qua đây nè, đánh trái nữa nè. Ông cắt ông bỏ nó tôi luyện cho. Rồi ông luyện nha. Cái này coi chưa? Nè, cái này gió chợ nè. Cái này chợ hả? Cái sâu không chạy được. Sâu thì ông mới không tính cái da. Sâu. Coi hai cái này ơi. Cái này nhỏ mà hai trái banh kia không ạ? Trái bự trên này, trái này mười mấy ký. Chưa ấy. Nên tôi cắt rồi mới mốt kiếm tôi nha. Ừ. Tôi cắt, cắt xong rồi thả xuống xuống chạy luôn thấy không? Xuống đường. Khỏi 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 chặt nhánh lại. Xuống. Xích bộ vô gần đây, xích vô đi. Xích vô luôn. Rồi bây giờ mình đi lon. Qua nếp giữa đó coi. Giữa đó. Cái nhỏ. Cái này hả? Ừ. Cái liếc từ từ quá. À, ông chủ vườn làm đạt đúng không các bạn? Trái bành bành không à? Này giá mua xô tại vườn là 9.000 các bạn. Vườn mít này mua xô 9.000 mà. Mít này sầu riêng, trồng sầu riêng sen chung, cốc nữa mà. Cốc này bự hết trơn. Nói đang qua. Giờ anh Út Mít ông về bờ đi vớt nha các bạn. Vớt nha. Thôi tôi đi trên bờ tôi quay mít rồi. Giờ thấy xuống đây cái nút này vớt nha các bạn. Trái trồng bao này là chín không? Cứ đem vô đi. Đem vô để nguyên như đi. Xách vô chứ không có gì chứ. Trái nào không chín thì căng. Đó, thấy không bạn? Rồi trong nắp đây gà còn non nè. Không, trái này khoảng chừng hơn 10 ngày nó mới trái này vừa bảo lắm là nó trắng, nó còn non nhiều quá. Đẹp da thôi. Có lên quy giáo nè. Phải gấp đủ thằng vô mít nó điện kêu gấp gấp gì kìa, nó giục nó kêu đứa gấp gấp kìa. Ừ, rồi. Lại coi cái này nè. Anh Khanh đầu bạc. Chưa chờ này coi chắc nó chưa. Này cắt thảy xuống mương nha các bạn. Thảy xuống mương ha. Hết biết cái trái này nổ vô. Hết biết cái mít này. Mít này chắc cỡ hơn 20 kg. Cắt vô nào? Thôi tôi không biết. Mấy ông tự xử. Mấy ông tự xử đi chứ. Cắt gò cắt được. Sửa biết cái trái này. Cắt cái gò làm. Đâu cho mít rồi, chào cho mít rồi. Giờ anh Thành ơi. Đó. Mà nó quơ. Cái này trên 10 kg, cái này 10 12 kg á. Cái này để lại chi. Anh quay xuồng nhìn thấy ham không ạ? Ô dữ à? Quá em nha các bạn.
Này có cái xuồng bự luôn. Mít. Đây. Mít này 20 giá lúa là thấy 1 tấn không? Dạ. Chở nè. Thật thôi mít này ba mít nhất không công mẹo. Đen không là nhất. Dở lên đây, dở lên. Nó bự thì nó có bự đó. Bự gì là chị bán nó ngợi. Ngợi chứ con khỉ lộn. Ngợi tiền thiệt tình chứ. Ủa trái này không có nổi hả? Tay ta. Còn cấp vô đây rồi quay đến chỗ qua đó một cái là được rồi. Chỗ nào cũng được, cầu nào cũng được. Thì vừa thôi đụng để coi nó chìm bức xong đó. Quay đích qua đó đi. Sâu dữ không? Đủ lắm à. Lên nắp lên không cái này. Buông lên không? Vô qua. Cắt hơi đụng má vườn nhiều, cắt hơi cái này ra cái đấy đó. Nó không. Cắt chiều lấy ca lấy về kho bầu phải không? Thôi cái con hả? Ở đây đâu có nào cắt mít nha, thằng tính nói. Tính mà mẹ nó cắt hơn mọi người. Tấn là non không có 40 kg đó. Mà giờ nó còn ở đây không? Mà giờ nó còn ở đây không á? Đi rồi. Cắt mày yếu xèo không rồi sao lỗ? Không lỗ. Hết nha bạn. Ba giữ chai nào nấy à. Mà canh canh không bạn? Biết nước đâu nổi đâu. Mệt dữ rồi.